Bây giờ Tâm sẽ chỉ cho các bạn cách mà Tâm làm nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái tờ giấy A4. Mình sử dụng cái tờ giấy A4 nha. Vẽ cái hình nhân vật mà các bạn muốn mình chơi á, với cái chủ đề làm đẹp và trang điểm khi đi tiệc. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một nhân vật mặt mộc. Đó là khi chưa trang điểm ha. Muốn vẽ như thế nào cũng được hết, còn cứ vẽ theo Tâm thì nó sẽ đơn giản hơn. Ở cái hình dạng mà chưa biến hình như thế này thì các bạn, mình nghĩ là nên vẽ với cái ngoại hình là xấu xí một xíu đi, để mà khi lát biến hình xong á, mình nhìn cảm thấy như là nó có sự thay đổi. Chứ ban đầu đừng có vẽ đẹp quá nha. Mình vẽ nhân vật này mặc một cái áo dây thật là đơn giản. Vì chơi cái trò này á, cái tốn thời gian nhất cũng là cái tô màu. Thì mình có thể tiết kiệm một xíu thời gian là vẽ một cái áo thun sọc thay vì một cái áo thun full màu. Sau khi mà hoàn thành cái nhân vật rồi á, thì bây giờ mình sẽ vẽ tới cái công đoạn các cái vật dụng cần có khi mà trang điểm. Đây là mình vừa mới vẽ son, lược, cây cọ và tiếp theo là rửa mặt. Mình vẽ vài cái cục bột như thế này nè, có nghĩa là cái bông á, khi mà mình rửa mặt xong thì mình sẽ đưa cái này lên mặt của nhân vật thì nhìn nó sẽ thú vị hơn. Khi mà bọt đã dính vào mặt rồi thì chúng ta sẽ cần vẽ tiếp theo, đó chính là cái vòi sen để rửa mặt. Và khi rửa vòi sen rồi có nghĩa là nước còn bám lên mặt thì chúng ta sẽ vẽ thêm giọt nước. Các bạn cứ làm theo từng bước tần tự như thế này thì sẽ không thể nào mà sót được. Trước khi mình làm cái này thì mình nên ghi các bước và các đồ dùng nên có ra một tờ giấy. Sau đó rồi mình sẽ nhìn lại kỹ hơn rồi mới bắt đầu vẽ thì nó đảm bảo mới không có sơ suất được. Cũng như là cái trò chơi của mình có thể là đầy đủ đồ nhất có thể á. Trang điểm thì cần có kem nền, thì mình đã vẽ cái kem nền, một cái tiếp kem lót và kem dưỡng. Các bạn có thể vẽ theo giống mình với những cái tuýp này cũng được, hoặc là các lọ cũng ok. Tiếp theo là một cây mascara. Mấy cái đồ này cũng dễ vẽ nên là nguệch ngoạc vài cái là cũng có thể ra rồi. Tiếp theo đó là mình sẽ vẽ một cây kẻ mày, cũng như là sẵn tiện là kẻ luôn cái mí mắt, tự dưng cái quên ngang. Một cái bảng mắt và đánh khói thì mình đơn giản chỉ vẽ một cái hình chữ nhật, sau đó là chia làm đôi rồi vẽ các hình tròn nhỏ nhỏ. Cái hình tròn bự thì mình sẽ vẽ, có nghĩa nó sẽ là phấn phủ các thứ á, còn nhỏ nhỏ thì sẽ là đánh mắt. Cái môi này là mình sẽ vẽ mặt nạ môi cho nhân vật để mà có thể dưỡng ẩm môi trước khi make up. Và một cái đôi lông mày thật là rậm để sau khi mà mình kẻ chân mày rồi mình sẽ có thể áp hai cái này lên. Thì lát các bạn có thể điều chỉnh cái độ mà ngắn dài của chân mày tùy theo nhân vật mà các bạn vẽ. Còn cái mình đang tô là cái mái giả cho nhân vật để có thể nhìn khác hơn so với ban đầu. Hoặc là các bạn cũng có thể làm những cái kiểu tóc khác, nó đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn. Nhưng mà ở đây mình sẽ chọn cái màu tóc đen, đơn giản là mình thích thôi. Đôi bông tay để cho nhân vật nhìn lộng lẫy hơn. Và mình đang vẽ đó chính là khi mà mình xức kem lên hoặc là mấy cái tiếp kem dưỡng đâu đó thì nó sẽ cho ra mấy cái vết này nè, nhìn trên mặt nhìn nó thú vị hơn. Ok, là xong cái bước vẽ
những cái đồ vật rồi đó. Bây giờ sẽ tới cái bước mà vẽ đầm hoặc là trang phục cho nhân vật. Bây giờ thì mình sẽ trổ tài thiết kế cái trang phục cho nhân vật nha. Bạn cần phải lấy cái tấm chân dung hồi nãy vẽ nhân vật á, để biết cái kích cỡ của cái bộ đồ để lát mặc vào nó sẽ vừa. Lấy một cái tấm nhân vật để phía dưới và để cái tờ mới lên và vẽ như mình như vậy nè. Nhớ là sử dụng những cái mực mà nó có thể lem qua trang tiếp theo, thì các bạn nên kê một cái tờ giấy hoặc là vẽ nhẹ nhẹ thôi nha. Nếu như tô cái trang phục màu nổi thì mình nên tẩy đi cái vết chì mà hồi nãy mình vẽ để lên màu có thể đẹp hơn. Còn nếu như các bạn tô màu tối á, thì chỉ cần vẽ lên thôi, khỏi cần tẩy đi cái lớp chì phía dưới cũng được. Mình sẽ chọn cho nhân vật một cái trang phục màu đỏ với hai cái tay nó bồng lên như những cái đám mây như thế này nè, và tô màu hết hai cái cánh tay luôn. Bên trong trang phục thì mình sẽ vẽ rằn ri màu đỏ với những cái nét nhỏ và nét to như thế này. Nếu thấy màu trắng và màu đỏ có thể là chưa ý lắm thì các bạn cũng có thể thêm màu đen giống mình chẳng hạn, hoặc là những cái màu sắc nào đó nó tương đồng với cái màu đỏ. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái công đoạn mà tô màu cho những cái vật dụng nha. Vẽ đã lâu rồi, bây giờ cái bước tô màu nó còn lâu hơn nữa. Nếu như các bạn nào có cái màu mà dạng cồn như mình thì nó rất là khỏe luôn á, tại vì tô nó cũng khá là nhanh. Còn không thì xài màu chì thì mình nghĩ nó rất là lâu, và cái màu của nó lên không có được đậm á, mình thấy không có đẹp lắm. Nên là nếu như ok nhất và đẹp nhất thì mình thấy cái màu mà gốc cồn như thế này là ok. Còn bạn nào không có thì cũng có thể sử dụng màu sáp thì tô nó còn nhanh. Nhưng mà màu da hồi nãy của nhân vật á, khi mà tô cái màu này lên thì nó sẽ rất là đậm, cho nên là mình bắt buộc phải sử dụng màu chì cho màu da của nhân vật. Cái chai kem nền màu gì thì các bạn cũng sẽ vẽ những cái vết mà trên mặt của nhân vật cũng sẽ màu đó nha, để nó có thể có sự tương đồng á. Bản mắt màu khói thì mình sẽ chọn những cái tông trầm để nhìn cho nó đừng có bị quá lố lăng. Mỹ phẩm tôi vẽ ra là cũng là hàng hiệu không đó nha, có thương hiệu đàng hoàng. Nên giỡn chứ mình cũng nhìn theo để nhìn cho nó chân thật hơn. Không biết là các bạn nhìn những cái món này có quen không ta? Nếu thấy quen á là có nghĩa là mình vẽ ok, còn không thì chắc là mình vẽ xấu á. Mấy cái mỹ phẩm này mình tô bằng những cái màu tươi, chứ đừng có đen đen nâu nâu hết trơn, nhìn nó tối hộp mà. Thay thì viết bằng dưỡng ẩm hoặc là kem dưỡng ẩm thì mình sẽ viết một cái tên thương hiệu nào đó để nhìn cho nó vui hơn, nhìn cho nó có một cái sự chuyên nghiệp nào đó, mình nghĩ vậy. Rồi mình tô các phần còn lại của những cái vết sau khi mà đã bôi những cái lớp kem đó trên mặt. Còn ở này là mình sẽ vẽ một cái môi mà sau khi đã son môi lên rồi á. Cái đầm màu đỏ thì mình sẽ tô cái bông tay cũng màu đỏ luôn. Để làm cho các đồ vật của mình thêm bling bling hơn thì mình sẽ đổ bóng cho nó, nhìn nó dễ thương với lại nhìn nó thiệt thiệt hơn xíu á. Highlight cái môi lên luôn cho nhìn nó bóng bóng. Tiếp đến tờ thứ hai thì mình sẽ tô cũng y chang như vậy luôn. Các bạn tô màu gì theo ý thích của mình cũng được, nhưng mà tô vẽ làm sao cho người ta nhìn vô là biết cái đó là cái gì nha. Chứ xem mà không biết cái đó là cái gì kiểu cũng hơi hoang mang á. Còn kỹ hơn thì các bạn cũng có thể nhấn nhá chỗ đậm, chỗ nhạc này kia để nhìn các đồ vật của mình có cái độ sâu hơn. Cây cọ trang điểm này mình sẽ vẽ nó màu hồng, và cọ thì sẽ vẽ màu nâu. Các cái dụng cụ làm thì mình sẽ vẽ những cái màu mà nhìn nó có sự liên kết với nhau. Còn đây là cái mặt nạ môi, thì lát sau khi mà make up thì mình sẽ làm cho nhân vật. Cái vòi sen vẽ rất là có tâm nha, có nước ra nữa. Cái vòi sen bình thường nó có những cái màu mà nó hơi sáng sáng á, nhưng mà nếu để màu trắng không hỷ kỳ, nên là cũng không biết tô màu gì hết trơn, mình tô lẹ màu vàng luôn. Còn nước thì màu xanh nhìn cho nó dễ. Cây lược thì cũng màu hồng, nhưng mà son môi đừng có màu hồng nha không. Đa số là các bạn nữ bây giờ á, thường thì sẽ không thích mấy cái son môi mà màu hồng cái kiểu như thế này nữa, thường ta gọi là hồng cánh sen. Nhìn nó có hơi lớn tuổi, nói thẳng ra là bị sến á. Khi mà tô xong hết rồi thì mình sẽ tiếp tục highlight lên cho các đồ vật này để cho nó thật là bóng bẩy. Trời ơi, đã ghi ra hết trơn rồi đó nhưng mà vẫn vẽ thiếu. Thì mình thiếu một cái mặt nạ. Áp tờ giấy trống lên cái tờ giấy nhân vật để biết được cái kích thước của mặt nạ nha. Và ten ten xong rồi nè, 3-4 tờ luôn. Chỉ còn một cái bước cuối nữa thôi là chúng ta sẽ bắt tay vào chơi cái trò chơi này.
cũng là một cái công đoạn mà mệt mỏi không kém, đó chính là cắt ra từng mảng. Mấy cái to to nó còn nhanh chợ, chứ mấy cái nhỏ nhỏ hoặc là chẳng hạn như là cái lông mày, cái đôi bông nó quá là nhỏ luôn, nên là tốn rất là nhiều thời gian. Nhớ không lầm là mình ngồi liên tục 5-6 tiếng để mà làm hết tất cả cái đống này, cộng luôn cái việc quay nữa. Trời đất ơi, ta nói quá trời tốn thời gian luôn rồi. Cho nên ai coi mà không like, không chia sẻ là tôi rất là buồn đó nha. Cũng hơi mệt thiệt, nhưng mà mình muốn cắt nó một cách thật là tỉ mỉ và chỉnh chu nhất, để khi mà lên clip á, quay nó nhìn nó sẽ rất là ok hơn. Ngồi lòng tiếng mà nghĩ tới khúc mà chỉnh sửa cái clip này thiệt sự là mình cũng nản lắm luôn. Nhưng mà cũng không sao, mình sẽ cố gắng hoàn thành cái clip này. Thì hiện tại mình đang ngồi lòng tiếng rồi nè, chỉ còn vài cái nữa thôi là chúng ta sẽ bắt tay vào chơi cái trò chơi này được rồi đó. Làm thì lâu là lâu, nhưng mà chơi thì chỉ trong vài phút, giống như là đi thi vậy đó. Học thì quá trời luôn, nhưng mà thi có 1-2 tiếng là xong rồi. Và mình cũng đã hoàn xong được các bước để làm một cái trò chơi bằng giấy rồi các bạn ơi. Nếu như thấy thích á thì hãy nhấn like, chia sẻ để cho nhiều bạn xem được cái clip của mình hơn, để mình có động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.